Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục mời quý vị và các bạn đi tham khảo cái bảng giá sắt thép xây dựng của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2022. Thì trong ngày hôm nay cái giá cả sắt thép xây dựng nó lên hay nó xuống. Thì mời quý vị và các bạn đi xem và theo dõi cái bảng giá của cửa hàng nhà em nhé. Thì trước khi cũng như mọi hôm, trước khi đi vào cái bảng giá chi tiết của ngày hôm nay, mùng 5 tháng 1 năm 2022, thì rất mong các bác là xem video thì mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho em và ấn vào cái nút chuông thông báo để mình có thể nhận và xem video thông báo video của cửa hàng nhà em mới nhất hàng ngày. Cứ 8 giờ sáng là em lại có thông báo từ nhà phân phối về cái bảng giá sắt thép xây dựng trong ngày. Nó lên là nó xuống thì em đều làm video để phục vụ và thông báo cho các bác khách hàng và các bác quan tâm đến kênh của em bấy lâu nay. Nếu như mà trong thời gian tới cái giá sắt nó mà lên là nó xuống, nó biến động như nào thì em sẽ cố gắng em thông báo trên video để các bác nắm được. Do vậy là rất mong các bác là mình đăng ký kênh để theo dõi video của cửa hàng nhà em hàng ngày. Cho nhỏ thôi. Thì hôm nay không để các bác phải chờ đợi lâu, thì em xin đi vào cái bảng giá mới nhất trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 1. Cái phi 6 trơn có giá là 17.550 đồng 1kg và phi 8 gai có giá là 17.600 đồng 1kg. Phi 16,2kg hàng dân dụng có giá là 108.800. Phi 17,2kg hàng công trình có giá là 125.000. Phi 12 9 cân 9 hàng CB3 có giá là 172.000. Phi 14 13,55kg hàng CB3 có giá là 234.000. Phi 16 17,2kg hàng CB3 có giá là 298.000. Phi 18 22,45kg hàng CB3 có giá là 389.000. Phi 20 27,7kg hàng CB3 có giá là 480.000. Phi 22 33,65kg hàng CB3 có giá 583.000. Phi 25 45kg hàng CB3 có giá là 780.000. Đây là cái bảng giá mới nhất trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 1 năm 2022. Bảng giá chi tiết của sắt thép Hòa Phát. Như vậy là cái giá như này là em cũng xin chia sẻ với các bác là nó cũng ổn định giá được vào 6 ngày hôm nay rồi. Thì cái rất may, rất là vui, đợt vừa rồi cũng tăng giá một đợt, nhưng mà nó chỉ tăng sắt cân, sắt phi 6 cả phi 8 thôi. Nó tăng 150 đồng 1kg. Đấy. Do vậy là các bác cứ yên tâm là giá sắt coi như là nó vẫn ổn định. Còn nếu như các bác mà muốn tham khảo mà nắm được cái giá sắt nó lên xuống trong thời gian tới thì các bác cứ đăng ký kênh và ấn vào cái nút chuông thông báo để mình nhận thông báo video hàng ngày của cửa hàng nhà em nhé. 8 giờ sáng là sẽ có thông báo mới từ nhà phân phối, thì em cũng thông báo luôn với các bác. Lên thì em báo lên, mà xuống thì em báo xuống, mà không lên không xuống thì em vẫn có video để em phục vụ cho các bác tham khảo giá hàng ngày. Rất mong là các bác là đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để nhận video hàng ngày. Thì cái xi măng thì nhà em có xi măng Hoàng Thạch và xi măng Long Sơn và xi măng Hà Trung, xi măng Bỉm Sơn và xi măng Bút Sơn. Thì cái xi măng Hoàng Thạch Max CV300 để đổ móng đổ mái thì có giá là 1.660 đồng 1kg. Và xi măng Hoàng Thạch MC25 Max Sơn Chát cao cấp thì có giá là 1.360 đồng 1kg.
xi măng Hà Trung có giá là đi 1.400 đồng 1 kg, và xi măng Long Sơn thì có giá là 1.450 đồng 1 kg, xi măng Bỉm Sơn thì có giá là 1.650 đồng 1 kg, xi măng Bút Sơn cũng có giá là 1.650 đồng 1 kg. Đấy. Thì các bác xem video, nếu mà cảm nhận cái giá nó cao, nó thấp so với lại công trình và địa phương nhà các bác, thì rất mong các bác là bình luận góp ý cho em ở bên dưới nhé. Còn cái lĩnh vực vật liệu xây dựng thì mời các bác đi xem qua cái video của cửa hàng nhà em, xem là cái giá vật liệu xây dựng hôm nay nó có gì biến động không nhá. Cái cắt vàng ở tại bãi nhà em, cắt vàng sạch, cắt vàng loại 1 để đổ móng đổ mái thì có giá là đi 430.000 một khối, và cát đen, cát trung hà, cát cành to thì có giá 190.000 một khối, cát nền có giá là 120.000 một khối, và đá 1-2 thì có giá là 270.000 một khối, đá 2-2 thì có giá là 300.000 một khối. Gạch nò vồng thì có giá là 920 đồng một viên, và gạch ba chấn là có giá là 760 đồng một viên. Thì cũng có bác là hỏi em là nên đổ móng đổ mái bằng đá 1-2 hay là đá 2-2, thì em chia sẻ luôn với các bác chi tiết ở trên video này. Thì nếu như các bác mà đổ móng hoặc là đổ mái, các bác nên dùng loại đá 2-2, đá đã qua sàng và không có đá mạt, và đá nó sẽ xanh, sẽ đều đá hơn, thì cái bê tông nhà các bác nó sẽ đều hơn, nó không bị chỗ thì đá to, chỗ thì đá nhỏ. Thì cái đá 22 này là đá qua sàng, đá rất là đều, 10 viên thì cả 10 viên nó đều cứ nó nhàng nhàng như nhau. Còn cái đá 1-2 thì đôi khi nó sẽ có đá mạt, là đá nó không đẹp, viên thì to, viên thì nhỏ. Do vậy là đổ móng đổ mái các bác rất là nên dùng đá 2-2 nhé. Hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Các bác mà cảm thấy video nó hay và thiết thực để mình áp dụng thì các bác có thể đăng ký kênh và ấn nút chuông thông báo để nhận video hàng ngày của cửa hàng nhà em. Rất mong các bác nào ủng hộ việc đăng ký kênh nhé. Em xin được kết thúc video tại đây. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.